Mỹ đã bắt 220 người không phải công dân Mỹ có thể bị trục xuất. Một phụ nữ ở Mỹ là một thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Hawaii, được tìm thấy đã chết trong một chiếc ô tô đang bốc cháy ở Honolulu. 400.000 gallon nước phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ. Ngân hàng thung lũng Silicon Valley SVB bị sụp đổ, nhưng cựu CEO của ngân hàng này đang nghỉ xả hơi ở biệt thự Hawaii. Một đại úy cảnh sát của sở cảnh sát Oklahoma City đã bị bắt vì say rượu lái xe và liên tục ra lệnh cho cảnh sát viên tắt camera đi. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023. Cảnh sát di trú Mỹ ICE đã bắt 220 người nhập cư bất hợp pháp, từng bị kết tội hình sự như hiếp dâm và giết người theo ICE thông báo vào hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 3 năm 2023. Theo Fox News đưa tin, ICE cho biết trong chiến dịch Enforcement and Removal Operations ERO kéo dài 9 ngày, họ đã bắt 220 người không phải công dân Mỹ và có thể bị trục xuất, từng bị kết tội bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, đột nhập, tội ác liên quan tới súng, buôn lậu ma túy và xây rượu lái xe. Chiến dịch này diễn ra từ ngày 4 tới ngày 13 tháng 3 năm 2023. Trong số những người bị bắt có một công dân Mexico 64 tuổi từng bị kết tội hồi năm ngoái lạm dụng tình dục trẻ em. Một công dân Mexico 37 tuổi bị kết tội mưu sát. Một công dân Mexico 65 tuổi bị kết tội giết người và tấn công bằng vũ khí sát thương. Một công dân Mexico 49 tuổi bị kết tội hành hạ và hiếp dâm người bạn đời bằng vũ lực. Ngoài ra, những người bị bắt còn gồm một công dân Cuba 20 tuổi bị kết tội giết người năm ngoái, một công dân Nicaragua 33 tuổi bị kết tội đột nhập có vũ khí, một công dân El Salvador 50 tuổi bị kết tội lạm dụng tình dục và sơ mó trẻ em dưới 11 tuổi và một công dân Mexico đã bị kết tội phạm tội ác tình dục với trẻ em dưới 11 tuổi. Năm ngoái, ICA đã bắt tổng cộng 46.396 người nhập cư bất hợp pháp, từng bị kết tội hình sự. Thông tin tiếp theo, một phụ nữ 21 tuổi là một người lính ở Hawaii được tìm thấy đã chết trong một chiếc ô tô đang bốc cháy ở Honolulu. Và bạn trai của cô ấy đã bị buộc tội giết người vì bị cáo buộc đã đâm vào cổ cô ấy và đốt cháy chiếc xe. Nạn nhân là cô Lau Jordan Lolusa, một thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Hawaii, được phát hiện vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023 bên trong chiếc ô tô đã bị đốt cháy đầu bên ngoài trường trung học Mili Lani. Theo KITV đưa tin cho biết, các nhân chứng đã nói với cảnh sát rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông cầm vũ khí mở và đóng cửa xe ngay trước khi nó bốc cháy rồi bỏ chạy. Các nhân chứng đã cố gắng đuổi theo nghi phạm cho đến khi cảnh sát đến và bắt giữ anh ta. Nghi phạm được xác định là Samuel Jones bị buộc tội giết người cấp độ 2 và đốt phá cấp độ 1. Tiền thế chân tại ngoại là 1 triệu đô la. Ông Stephen Logan, sĩ quan chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia của quân đội Hawaii, cho biết trong một tuyên bố: "Đây là một mất mát bi thảm đối với toàn bộ lực lượng vệ binh quốc gia của quân đội Hawaii. Chúng tôi đang hợp tác với chính quyền trong quá trình điều tra đang diễn ra. Lo người đã gia nhập lực lượng vệ binh vào năm 2019, cô là chuyên gia tiếp tế cho tiểu đoàn công binh lữ đoàn 227, đội chiến đấu lữ đoàn bộ binh 29." Chú của cô là Sasua Figai đã nói với đài KHON rằng thật tệ hại vì cô ấy vẫn còn rất trẻ. Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và cô ấy không đáng bị như vậy. Lo người được biết đến với cái tên Jordan, được gia đình mô tả là một người xinh đẹp, mong muốn được đi du lịch khắp thế giới cùng với quân đội. Ông Sasua Figai, chú của nạn nhân, đã nói với hãng tin TV rằng ông đã đánh giá rất cao việc các nhân chứng đuổi theo nghi phạm và ông rất biết ơn những người đã làm điều đó. Hiện gia đình chúng tôi đang giải quyết thảm kịch này và cố gắng hiểu những gì đã xảy ra. Hiện cảnh sát vẫn chưa cho biết nguyên nhân của vụ giết người này và sự việc vẫn còn đang tiếp tục được điều tra. Thông tin tiếp theo, các cơ quan quản lý tiểu bang Minnesota của Mỹ đang giám sát việc dọn dẹp 400.000 gallon nước phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Monticello của công ty Excel Energy. Excel Energy đã có hành động nhanh chóng để ngăn chặn rò rỉ ra ngoài khu vực nhà máy. Do đó, sự cố không gây rủi ro về sức khỏe và an toàn cho cộng đồng địa phương hay môi trường. Theo AP dẫn tuyên bố của Excel Energy, có trụ sở tại Minneapolis vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, công ty đã báo cáo vụ rò rỉ nước có chứa tridium cho chính quyền tiểu bang và liên bang từ cuối tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 3 năm 2023, sự cố rò rỉ mới được công khai. Các quan chức nhà nước cho biết họ đã chờ thêm thông tin trước khi đưa ra thông báo. Theo ABC cho biết, ông Michael Rafferty, phát ngôn viên của cơ quan kiểm soát ô nhiễm Minnesota cho biết, chúng tôi biết có tridium trong một giếng giám sát, tuy nhiên Excel vẫn chưa xác định được nguồn rò rỉ và vị trí của nó. Bây giờ chúng tôi có tất cả thông tin và địa điểm lượng nước rò rỉ vào nước ngầm, và chúng tôi đang chia sẻ thông tin này. Ông nói, đồng thời cho biết lượng nước phóng xạ được giới hạn ở Excel và không gây rủi ro sức khỏe cộng đồng ngay lập tức. Theo Excel Energy, vụ rò rỉ xuất phát từ một đường ống giữa hai tòa nhà. Sau khi phát hiện, công ty đã bơm nước ngầm, lưu trữ và xử lý nước bị ô nhiễm. Trong khi đó, Ủy ban Pháp quy hạt nhân NRC cho biết, sự cố tràn truy đơm thỉnh thoảng vẫn xảy ra tại các nhà máy hạt nhân, các vụ rò rỉ giới hạn trong khu vực nhà máy và không ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc an toàn cộng đồng. Thông tin tiếp theo, trong bối cảnh hỗn loạn tài chính sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley SVB, cựu CEO Greg Becker và vợ đã đến biệt thự trị giá 3,1 triệu đô la ở Hawaii để nghỉ dưỡng. Theo New York Post đã đưa tin, ông Greg Becker đã đến Hawaii cùng vợ là Marilyn Bautista chỉ vài ngày sau khi từ chức. Cặp đôi đã đến sân bay San Francisco vào ngày 13 tháng 3 năm 2023 và mua vé hạng nhất để tới Hawaii. Cựu giám đốc điều hành của SVB cũng bị bắt gặp khi mặc quần đùi thể thao và dép xỏ ngón đi dạo qua Lahaina, nơi ông sở hữu biệt thự hai tầng được thiết kế riêng, nằm trong khu dân cư sang trọng có sân tennis khu lướt sóng và ba bể bơi. Trong những ngày qua, ông Becker đã bị chỉ trích dữ dội về cách xử lý vụ sụp đổ của ngân hàng này. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang điều tra cựu CEO của SVB vì giao dịch bán 3.578.652,31 đô la cổ phiếu hai tuần trước khi ngân hàng bị cơ quan quản lý liên bang đóng cửa. Đáng chú ý là ông Becker đã làm việc tại ngân hàng SVB từ 3 thập kỷ trước với tư cách là nhân viên cho vay. Theo trang web của SVB, ông Becker đã lãnh đạo ngân hàng mở rộng hoạt động trong bốn lĩnh vực phục vụ đổi mới, gồm ngân hàng thương mại toàn cầu, đầu tư tín dụng và đầu tư mạo hiểm, ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản, và ngân hàng đầu tư. Ngân hàng Silicon Valley SVB được thành lập vào năm 1983 là ngân hàng lớn đứng thứ 16 ở Mỹ. Trước khi sụp đổ, nó từng cung cấp dịch vụ cho gần một nửa số công ty công nghệ được đầu tư mạo hiểm tại Hoa Kỳ. Thông tin tiếp theo, một đại úy cảnh sát của Sở Cảnh sát Oklahoma City của tiểu bang Oklahoma liên tục ra lệnh cảnh sát viên tắt máy quay phim đeo trên người khi cảnh sát viên này bắt ông ta vì say rượu lái xe. Theo Fox News cho biết vào hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 3 năm 2023, vào ngày 12 tháng 3, đại úy James Smart French của nhóm điều tra giết người thuộc OKCPD đã bị trung sĩ Chris Skinner chặn xe vì nghi tài xế say rượu. Ông French đã bị chặn xe vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng hôm đó sau khi người ta đã nhìn thấy ông ta lái xe quờ quạng, lái quá tốc độ và không mở đèn quẹo. Trong video do máy quay phim đeo trên người ông Skinner quay, ông French đã dường như mở cửa xe trước khi ông Skinner tới gần. Ông Skinner đã hỏi ông French là ông say rượu có đúng không? Ông Skinner đã kể, ông french lúc đó đầy nước mắt và nói lắp bắp ông ta đã cho ông skinner biết ông ta là đại úy cảnh sát và liên tục ra lệnh cho ông skinner phải tắt camera đeo trên người theo video cho biết ông french đã nói trong video rằng tôi là đại úy của sở cảnh sát ông skinner hỏi lại rằng vậy sở cảnh sát nào ông french đã trả lời rằng oklahoma city và yêu cầu ông skinner phải tắt camera đi bất chấp ông French liên tục đòi tắt camera, nhưng ông Skinner không bao giờ làm theo. Ông French yêu cầu ông Skinner một lần nữa. Tôi yêu cầu anh, anh hãy tắt camera đi được không? Tôi là đại úy sở cảnh sát. Ông Skinner đáp lại rằng, tôi không quan tâm ông là thành viên băng đảng hay tổng thống Mỹ. Nếu tôi đối xử với ông khác với những tội phạm khác, thì trong tôi sẽ như thế nào? Suốt cuộc đối thoại đó, ông Skinner đã liên tục hỏi ông French đã uống bao nhiêu ly tối hôm đó. Cuối cùng ông French đã khai rằng ông chơi bài và uống 3 đến 4 ly bia. Cuối cùng thì ông French đã bị bắt và bị giam tại Oklahoma County Detention Center. Ông ta đã bị OKCPD cho nghỉ việc tạm thời để điều tra nội bộ. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.